Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi giám sát tại tỉnh Hưng Yên về thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đoàn giám sát do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 88 Quốc hội khóa 13 và nghị quyết số 51 Quốc hội khóa 14 và các văn bản của Trung ương, tỉnh Hưng Yên đã ban hành kịp thời đầy đủ các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các nhiệm vụ tại địa phương. Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 132 về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chỉ đạo các sở ban ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bắt đầu từ năm học 2020-2021, bên cạnh đó đã đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, tăng cường việc sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, đặc biệt công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh được coi trọng. Cơ sở vật chất được tăng cường, các nhà trường đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa và cơ bản có đủ thiết bị dạy học. Tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục đào tạo giai đoạn 2015-2022 là trên 2.300 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đề xuất kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm ưu tiên và hỗ trợ đảm bảo thu nhập cho giáo viên. Về việc thực hiện Nghị định số 116 năm 2020 của Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ, tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, Chính phủ cần xác định nhu cầu tuyển dụng, giao chỉ tiêu đào tạo gắn với việc giao biên chế giáo viên để đảm bảo vị trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bộ Nội vụ nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền tạm thời chưa áp dụng tinh giảm biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh Hưng Yên làm rõ nguyên nhân của việc thiếu giáo viên và giải pháp khắc phục thực trạng hạn chế về trình độ của một bộ phận giáo viên, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc chi trả cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, mức độ đáp ứng của giáo viên và học sinh trong dạy tích hợp và tổ hợp bộ môn, công tác tiếp nhận ý kiến đóng góp của dư luận xã hội về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Công tác xã hội hóa các loại hình đào tạo, xã hội hóa về cơ sở vật chất. Các nội dung yêu cầu của đoàn giám sát được đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành hữu quan giải trình cụ thể. Tất cả các hệ thống giáo dục của Yên sẽ được đầu tư khang trang và không thiếu lớp học. Ở đây nói là thiếu, không phải thiếu trường học, mà là do thiếu lớp học. Lý do thiếu lớp học vì lý do là cái tốc độ phát triển kinh tế rất là nhanh. Và cái di có xuất hiện các cái luồng di dân di cư của các nơi về làm việc ở các nhà máy xí nghiệp của Yên, thì cái lượng này nó khoảng hơn 100.000 lao động, thì tỉnh đã có đề án là đầu tư tập trung tới tất cả các cấp là đảm bảo đủ, không thiếu phòng học, thậm chí còn rất đẹp. Thế ngoài ra thì có các cái chương trình về mua sắm thiết bị vật tư cho các cháu học, thì nội dung này thì tỉnh cũng đã có cái đề án 120 tỷ và hàng năm bổ sung khoảng 50 tỷ tiền của tỉnh nữa. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên đánh giá cao nội dung của cuộc giám sát. Đồng chí khẳng định tỉnh Hưng Yên hết sức quan tâm ban hành nhiều nghị quyết cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã ban hành nghị quyết số 12 về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 và định hướng năm 2030. Ở đấy thể hiện cái mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển rất cụ thể. Nó không chỉ giải quyết những vấn đề về cơ sở vật chất và nó gắn liền với cả việc triển khai các chương trình sách giáo khoa mới trong thời gian tới đây, tập trung vào 5 cái nội dung chính. Một, con người, chủ yếu là giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý của ngành giáo dục.
hai là cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cái thứ ba nữa là liên quan đến bố trí nguồn lực. Cái thứ tư nữa là đẩy mạnh xã hội hóa. Hưng Yên đã phát triển rất nhanh, nhu cầu về đào tạo rất lớn, đặc biệt là nhu cầu đào tạo của cho cái giáo dục của chất lượng cao. Tại sao mà chúng ta không mở ra cái dư địa để phát triển cái hệ thống giáo dục do tư nhân tham gia? Một trong những định hướng rất lớn thành một nhóm nhiệm vụ riêng trong nghị quyết 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này là đấy là xã hội hóa giáo dục. Đấy, báo cáo các đồng chí. Và tới đây chúng tôi sẽ có những các cái giải pháp rất cụ thể để triển khai cái việc này. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá báo cáo của tỉnh Hưng Yên được chuẩn bị công phu, đảm bảo các nội dung yêu cầu của đoàn giám sát, ghi nhận những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên, đặc biệt trong thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch phân bổ, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường lớp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh cần phát huy các kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua, tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm để nhân dân hiểu hơn, từ đó đồng thuận, chia sẻ, ủng hộ nhiều hơn cho ngành giáo dục và đào tạo, sơ kết, đánh giá, nhân rộng mô hình, cách làm hay đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Tăng cường cái công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, rồi nâng cao hơn nữa cái nhận thức cho đội ngũ giáo viên. Nói gọn là thầy tốt thì trò tốt. Chất lượng của học sinh lại thuộc vào cái dạy của thầy giáo. Mà học sinh tốt toàn diện thì nó bao gồm nhà trường, gia đình và xã hội. Cái thứ hai là phải nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Và Hưng Yên phải đẩy mạnh hơn nữa cái xã hội hóa giáo dục. Bây giờ có nhiều trường tư, nhiều giáo viên ở ngoài công lập thì mình phải hết sức là vui mừng, phấn khởi. Mà có điều là mình quản lý thôi. Quản lý làm sao cho nó đúng, nó trúng, nó đủ. Chứ mình đừng nghĩ là cái trường tư ra đời rồi là nó không tốt cho cái trường công. Nói đến giáo dục là nói ta nghĩ rất là thiêng liêng về cái chuẩn mực, về cái đạo đức, tình nghĩa thầy trò. Tôi muốn nói là bây giờ trường lớp là nó phải sáng là đủ ánh sáng, xanh là có cây xanh, sạch là đẹp. Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục nỗ lực quyết tâm sáng tạo, vượt qua những khó khăn để triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đúng lộ trình, đạt hiệu quả trong những năm học tới.